chúng ta đang theo dõi một trận đấu giữa đội ở vị trí nhất bảng vào ngày hôm qua là một đội có mặt ở giai đoạn này bằng vé vớt. Và điều này cũng đang thể hiện rõ trên màn hình. Chúng ta thấy là ở đường bên số 2 trong trang phục màu đỏ, trà tim cũ của thành phố Sóc Trăng đang ở một khoảng cách khá là xa so với đai bài số của Mỹ Tú. Trà tim cũ là đội hôm qua đã có 4 chiến thắng liên tục để giành vị trí nhất bảng A. Còn đai tài số như chúng ta biết, đai tài số của Mỹ Tú có mặt ở giai đoạn này bằng tấm vé vớt, chính một trong 9 tấm vé vớt. Và có lẽ là anh em đã gặp phải một đối thủ thật sự khó khăn, nhưng được tham gia cả 2 ngày hội, 2 ngày thi đấu cũng là một niềm vui rồi. Chúng ta sẽ về tập luyện để chuẩn bị Open 2023. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa đích đến, vẫn chỉ mới hiện ra thôi. Khoảng cách thì xa nhưng không phải là chưa hết cơ hội. Anh em có lẽ sẽ còn nỗ lực. Và bây giờ thì hai đội đã tiến vào khán đài. Chúng ta thấy rõ ràng một khoảng cách quá là an toàn dành cho đội ghe của thành phố Sóc Trăng. Trà tim cũ xem như gần như có được chiến vé đầu tiên để có mặt ở vòng 16 đội. Điều đó đang dần trở thành hiện thực. Trà tim cũ đang tạo một khoảng cách an toàn so với đại tài số. Thì chúng ta cùng hẹn anh em đại tài số ở Ốc 2023. Bạn đoàn trái dưới khuyên thạc trong tổng hồ quan trị tâm trà xong hộp hò xa tùa trong tổng hồ quan trị tâm trà sẵn cắt lịch đập tiên trong sọc giang bàn dục chân lực trong tổng hồ quan đại tài số và đoàn tiết cả xuống xa tùa trong tổng hồ quan đại tài số đô rộng phục vụ trong khai nền. Anh ấy chỉ cố bật cốt đồ viên trong tổng hồ quan sẵn kè sẵn lọc hồ và trong sẵn kè bèn sẵn lạc lịch và phây phẩm bay nâng tổng hồ quan bằng quạt sẵn mây tông và phúc tại chung bộ khăn sẽ còn tốt tâm vi quan sẵn kè nâng quan bằng quạt quan bằng quạt nông hàng bên tây ca ai quan sẵn kè nấu khăn nêm rên quan bằng quạt nâng quan sẵn kè và quan sẵn kè dân khởi cho bà hỏi người ta lạc lịch và phây phẩm bay nâng tổng hồ quan bằng quạt nhưng tôi chỉ khởi quan sẵn kè miễn phép nâng tổng hồ quan bằng quạt. Và bây giờ là sàn khe của Long Phú gặp băng tốc của Mỹ Tú. Sàn khe là một trong những đội được đánh giá rất là cao ở giải năm nay bởi anh em có một sự chuẩn bị chu đáo và dày hơi. Nhưng băng tốc là đội cũng thường xuyên lọt vào vòng 8 đội mạnh của ghe ngò Sóc Trăng. Trên màn hình hiện nay chúng ta thấy băng tốc đang dẫn trước so với sàn khe của Long Phú. Tuy nhiên đích đến vẫn còn cơ hội vẫn còn dành cho cả hai. Ghe số 18 là băng tốc của Mỹ Tú, sàn khe số 28 bên tay trái là băng tốc của Mỹ Tú, bên phía khán đài ghe số 18. Chúng ta cùng chờ xem hiện tại thì băng cốc của Mỹ Tú đã vượt qua đích đến trước sàn khe của Long Phú. Chúng ta chờ trọng tài xác định như thế nào. Còn bằng mắt thường chúng tôi thấy rõ ràng băng cốc của Mỹ Tú đã vượt lên trước so với sàn khe của Long Phú. Bạn dân khinh bà tam tốt sân nạc bị chẳng ngài màu cơ tạc trong tổng hồ vót sân kê nâng vót bằng cọc sọc mây tố cơ tạm miên ca bạc kiệt nè. Quan tay mọt đòi chích xe bọt đòi cả lốt phá lọt rồi bọt trong tổng hồ vót bằng cọc bà tam bình chết rồi bà dân khinh nhóm cơ tạc tổng hồ vót bằng cọc đôi chỉ miên priếp lơ trong tổng hồ vót sân kê có quan tay lắt tập hồi dạng náy dân nhóm nâng rung chăm ca bình chết ẩm bị khả năng chặt tăng ta tổng hồ vót bằng cọc ai chỉ nè lơ tổng hồ vót sân kê bất bà khát đại rợt tê. Anh ấy chỉ cố bà quốc đồ viên trong tổng hồ vót sở lông bà trong tổng hồ vót sở lông đại chỉ tìa rắc mà này chả thàn tê xin cho là bây chứ mau rồi bà khát thuộc trang nâng chút cho môi trung hồ ẩm bùi dìa trong tìm bì bà ta vót sở lông nâng vót ẩm bùi dìa bà thắt đông khả năng phá lông chết cho môi khả nè ta vót sở lông nâng vót ẩm bùi dìa trong tìm bì vót nà để ai miên biếp dân kê cứ thà dân mà toàn bình chạc nào lại tê cứ thà vót sở lông rồi có vót ẩm bùi dìa có bông tê bà kê khả nè cứ thà chẳng xóa áp chẳng chọc chất. Và như chúng ta đã thấy bằng mắt thường trận đấu vừa rồi thì trọng tài cũng vừa xác định chiến thắng đã thuộc về băng cốc của Mỹ Tú, chiến thắng của băng cốc trước sàn khe. Và bây giờ chúng ta cùng xem sờ lôn của Mỹ Xuyên bơi đường bơi số 2 ghe số 19 gặp ô bu dìa 2 của Mỹ Xuyên bơi bên phía khán đài. Hiện nay hai ghe vẫn ô bu dìa 2 nhỉnh hơn một chút nhưng vẫn còn rất là so kè. Mọi việc đều có thể xảy ra nha, mọi việc vẫn có thể xảy ra, đích đến vẫn còn, mọi việc vẫn có thể xảy ra. Cặp đấu này hết sức là hấp dẫn, chúng ta cùng chờ xem ôm bu dìa 2 và xà lôn sẽ như thế nào. Ôm bu dìa 2 và xà lôn, ôm bu dìa 2 và xà lôn, cả hai đang cùng nhau về đích. Chúng ta phải chờ trọng tài ở điểm đích kết luận như thế nào về trận đấu này thì chúng tôi mới dám kết luận. Chúng ta cùng chờ
kết luận cuối cùng, kết quả cuối cùng từ tổ trọng tài, đó là trận đấu giữa Salon của Mỹ Xuyên và Obuya. Nhưng trước tiên là cảm ơn rất là nhiều hai đội ghe cùng của huyện Mỹ Xuyên vừa cống hiến cho chúng ta một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Bà đối với dân bàn tốt sản của lòng hỡi dân nhân cơ số mình chết lất tập phở từ đồ viên trong tùng ngô quát bình có nâng quát sân cây cứ thay lất tập phở này chặt tăng của bàn mình chết lất tập phở bàn mơ lực trong tùng ngô quát bình có bàn dục nhá lực trong tùng ngô quát sân cây ai trong tùng ngô quát sử lông của lòng hỡi cứ thay đồ viên cho mùi nâng tùng ngô quát ẩm bùi dìa trong tìm phi dân có mặt toàn mình chết đầm bầy rung trăm cây lất tập phở là bọc này chặt tăng ta tụng này dục nhá lực trong tùng ngô tăng phí ní đồ viên sử lông nâng ẩm bùi dìa ai cũng được cốt bản to các vùng đầm nà cá cứ đầu viên trâm tùng ngô vót vùng tức cho mới tùng ngô vót tập bốc sắc bạc và tam dương tô sản hạ khơi người ta trâm tùng ngô vót vùng tức bạc lạc lê sản sập bay đôi chỉ biên cả đách chẳng chỉ ngay trong cuộc trâm tùng ngô vót tập bốc sắc đây cho trâm tua bàn cá chắc cho nó đầm bay chỗ bằng quốc học ngày này nếu chỉ cua tu bằng quốc đầu vào tùng ngô vót vùng tức chắc mà vùng tức chắc sốc thật đây dạ. Như chúng ta đã chứng kiến ở trận đấu vừa rồi bằng mắt thường thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là Ombudia 2 nhỉnh hơn so với Salon ở đích đến. Tuy nhiên trên đường đua, ngoài việc là về trước thì còn những quy định khác, chẳng hạn như là phạm quy, vượt vạch. Chính vì vậy mà chúng tôi rất cần sự cẩn trọng, chúng tôi chờ quyết định cuối cùng của trọng tài thì mới công bố được. Mong mà khán giả thông cảm, bởi trên đường đua chúng ta còn có những quy định khác ngoài việc là về trước về sau, và chúng tôi nghĩ rằng ở giai đoạn quyết định này thì cẩn trọng bao giờ cũng cần thiết, và sự cẩn trọng của chúng tôi đó là chờ đợi từ trọng tài đã có kết quả. Kết quả cuối cùng trong trận đấu vừa rồi, chiến thắng đã thuộc về Ombudia 2, và bây giờ chúng ta cùng đến với nhà vô địch Ốc Bóc 2019, vô địch giải đấu toàn vùng lần thứ tư Phong Tức Chắc và Tam Sóc của Mỹ Tú. Và ngay từ đầu tôi đã nói Tam Sóc có mặt ở giai đoạn này nhờ vào tấm vé vớt, cho nên rất là khó khăn cho anh em khi gặp phải Phong Tức Chắc, và điều đó đã thể hiện rõ ràng trên màn hình của chúng ta. Chiếc ghe trong trang phục màu vàng nhà đương kim vô địch Ốc Bóc 2019 đang tạo một khoảng cách quá là an toàn so với Tam Sóc. Đội ghe chỉ cần các tay dầm chỉ cần nhẹ nhàng nhiều nhàng đều đặn thôi cũng đã tạo một khoảng cách quá xa so với Tam Sóc. Và như vậy rõ ràng chúng ta thấy đội ghe đi tiếp, đội ghe giành chiến thắng trong trận thi đấu này đó là Phong Tức Chắc của Thành Trị. Và hẹn anh em Tam Sóc ở mùa giải năm sau, anh em cố gắng hơn. Bạn đối với dân bàn tốt sản á tăng xe bà năng của lòng hơi cứ ta trong tùng ngô vọt Phong Tức Chắc. Mình bếp lực trong tùng ngô vọt tùng bốc sắc. Lật tập hợp mình cả về pháp đô cứ ta trong tùng ngô vọt Phong Tức Chắc. Đại dân chắc tốt chứa chẳng nạp lăng rồi bọc hết. Bạn phát đách nhàng chí cho bộ trong tùng ngô vọt tùng bốc sắc. Bà đoàn tiết dân khám cơ xuống sân đầy ra cho bộ trong tùng ngô vọt tùng sắc. Đầm bầy vân bậc chuốc hà nông chân năm bì phân bà phê bày. Ai cú bộ cốt bằng to cơ đồ viên trong tùng ngô vọt bưng tần xa. Vọt bưng tần xa nít cho trong tùng ngô vọt bưng tần xa lịch xam sắp rầm phi. Nâng tùng ngô vọt bệ tập quân trong tìm mùi. Bạn cứ thay dừng khởi nhân ca tranh chạc nê giả ngay cứ ta trong tùng ngô vọt bưng tần xa. Nâng vọt bệ tập quân trong tìm mùi. Bà tạm dừng tốt sản á khởi ta trong tùng ngô vọt bưng tần xa đôi chìm miên priếp. Giảng chứng ai chụp qua trong tùng ngô vọt bệnh tập quân. Còn lòng ai dựng trong cơ sở mình chết rồi viên cuốn được quân vọt sửa lộn. Nâng vọt ông Phú Dê nó trong tìm mùi khả nế cứ tay lập tập bán ông Phú Dê. Bạn chứng ai lực trong vọt sửa lộn. Nên chứng ca phát quốc rồi viên trong tùng ngô vọt bưng tần xa. Vọt bưng tần xa. Nâng vọt bệnh tập quân cho trong tìm mùi. Vọt bệnh tập quân nó kháng viết tình ca. Bà tạm dân tôi sẵn hạ khuyên cái ta vọt bưng tật ra đôi chìm nhìn cả phát ách dặn chứng ai cái ta phát ách chiên mùi tụ chụp vọt trong tục ngô vọt bệ tập quân mùi mà đoàn bên này cái ta bằng phôn cái lạc hàng cái lạc vọt bưng tật ra mình ta bật khói cho ra đòi xa mình cả sử vắt tập phiếp mình bày đặc xa cầm lắng cho bộ quốc khăn vọng trời nhất ốc vọt xa tụa trong vọt bưng tật ra đồng vọt bệ tập quân mùi. Và đây là trận đấu giữa băng con sa của trận đề gặp trà khuôn 1 của Mỹ Xuyên. Trái với dự đoán của chúng tôi ngay từ đầu, đây là một trận đấu cân bằng. Thì hiện nay chúng ta thấy là chỉ hơn nửa đường đua thôi thì băng con sa đã tạo một ưu thế rất là rõ ràng so với trà khuôn 1 của Mỹ Xuyên. Và điều đó đang dần hiện rõ khi gần như là băng con sa đã bỏ gần một thanh ghe so với trà khuôn 1. Và anh em đang băng về đích. Đội ghe giành hạng tư Ốc Bóc 2020 năm nay đang thể hiện một phong độ không kém gì 2 năm về trước, một chiến thắng ngoạn mục ở một đối thủ không phải là dạng vừa.